Xin chào các bạn. Hôm nay chúng ta tiếp tục với cái mũi là KRL, tức là mình sẽ tăng cái mũi ở bên phải nha. Đây này, mũi bên phải này, mũi bên trái. Thì bây giờ bình thường mình sẽ đâm kim ở phía trên này ha. Nhưng không, bây giờ mình sẽ đâm vào cái mũi mà cái hàng đang trước đó tạo thành. Thì mình sẽ đâm kim vẫn đạt đâm kim từ trên đâm xuống. Các bạn ngoặt dây này, đây mình làm chậm lại nha. Đâm kim từ trên đâm xuống này, một sợi thôi nha các bạn. Ngoặt dây và kéo kim lên. Đó, như vậy là mình đã tạo được một mũi và một mũi mình đang bình thường nè. Đó, thì lúc này 2, 4, 6, 7. Lúc này mình đã có 7 mũi trên kim. Trong khi đó, trước đó mình chỉ có 5 mũi và mình đang một mũi ở bên này qua ha. Còn một mũi là mình lấy từ hàng trước. Đó là mình đã được tăng thêm mũi. Đây mình làm lại nha. Đây nè. Đây. Đó, mình đâm kim vào cái sợi ở hàng trước. Kéo lên, ngoặt dây. Kéo lên nè. Đó. Và tiếp tục đang bình thường. Đây, cái mũi tăng của mình là mũi này nè và mũi này. Và các bạn cũng có thể tăng bằng cái cách như sau. Đây, các bạn có thể nhấc cái sợi len này ở hàng trước này, nhấc lên để lên trên kim bên tay trái và mình đang xuống như bình thường. Đó, nó cũng không khác gì là mình đang trực tiếp, nhưng mà nó sẽ lâu hơn một bước ha. Đó, đây. Mình nhấc sợi len này, để lên này, và mình đâm kim xuống. Mình đang mũi ca mũi xuống. Đó, như vậy là các bạn đã tăng mũi rồi nè. Nó sẽ không có khoảng hở ha. Nếu mà thấy video này có ích thì các bạn có thể like và follow mình để ủng hộ kênh nhé. Cảm ơn các bạn.